muốn phát triển phải xây nhà máy. Theo anh ấy, cái hành động chia sẻ đằng sau đó là động cơ là gì? Xây nhà máy hay là chọn chim? Mọi người chọn đi. Mà tôi hỏi cậu nào, sao chụp được mấy cảnh mà chim chóc đang bay mà gặp khói mà rớt tùm lum lật bạch trắng phau cái nền đất hay gì? Đang coi luôn hả? Cái clip của mày tao mới xe lên hồi sáng, tao tát thôi mày vô mà bây giờ 4.700 like. Cái này là like chủ không biết like nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và bài hát tiếp theo Kim Ly xin gửi đến một người bạn mới quen. Đó là bài hát Chẳng bao giờ em hối tiếc.